nếu đám cưới mà bất chợt nó có xảy ra thì làm MC chỉ có một, nhưng mà hai đứa tôi trong cái đám cưới đó thôi. Đó, mà bây giờ không o bế tụi tôi đi thì đó, rồi tới ngày hôm đó rồi cái Xuân Thành ơi, Trường Giang ơi ở đâu còn lâu. Tới giờ này em đẹp quá vậy, em có tình yêu hả? Có tình yêu đó Thành. Em yêu ai vậy? Ủa sao cười vậy? Sao em cười kỳ vậy? Họ Nguyễn, chỉ tiết lộ vậy thôi. Họ Nguyễn. Họ Nguyễn hả? Mà làm công việc gì Giang? Về âm nhạc. Wow. Không có, mọi người nói vậy là sai rồi. Có cần nói rõ tên nữa không? Gần thôi. Ngày xưa cái đây gần 1-2 tháng hả? Cũng cỡ đó mà lui tí thì từ từ các câu chuyện đang hấp dẫn. Em với Thuận là xưng với nhau là ông với tôi, bạn với bạn ơi rồi. Bây giờ thì kêu em ở chú một hả? Vị trí khác. Kêu thằng chú rồi phải không? Em không nói đâu. Rất là mệt mỏi với những mối tình mà ngang trái như thế này. Đâu có sao đâu. Thôi em không muốn nói ra, nói ra mất công khán giả nói em nhiều chuyện. Sắp bước qua mùa xuân mới, nếu như em có một cái điều gì đó nó mới mẻ thì khán giả cũng sẽ chia vui với em, và anh chị ở đây cũng vậy. Có anh Nghĩa nhiều chuyện thiệt. Gài. Hỏi mình hỏi về chương trình đi anh Nghĩa. Điều đầu tiên đập vào mắt em nhờ Lê Lộc, giống như những người phụ nữ, đó chính là bạn ấy rất là đẹp trai. Không, tôi đâu thấy đẹp trai gì đâu. Không hề thấy đẹp trai luôn á. Tại vì cái này cái gu phải ăn lọc, gu phải của lọc. Này hình như hôm nay mình cái gu của lọc á là cái kiểu mà ít tóc. Ít tóc mà hơi đen đen, chứ xíu có tập gym. Có tập gym nữa, có tập gym. Ít tóc là ai anh? Có tập gym. Là kiểu sao anh? Tức là cái gu của Lê Lộc đó em. Dạ. Tức là cái kiểu mà ít tóc nè, có tập gym, rồi thích sáng tác nhạc này nọ, rồi lâu lâu bị trèo xuống sóng nữa. Ừ. Có phần đó luôn. Ê sao vui vậy? Nó đúng đó, tại nó đúng. Thấy em vui lắm á. Đúng có vui. Kiểu như, ủa mắc cỡ quá, mắc cỡ. Cái này mắc kiếm không? Cái này mắc kiếm không? Thỉnh thoảng. Anh đợi cái này mắc kiếm. Yên lên tiếp đi ý thôi. Chú quảo vô tay rồi con. Trời ơi. Không, em là khách cũ của chương trình này rồi. Chưa, lần đầu tiên đó. Ủa, lần đầu tiên anh. Nói lần thứ hai rồi ta. Lần đầu tiên luôn. Lần đầu tiên anh. Hồi xưa em tính chơi mà em thấy giờ quy tụ luôn 3 MC, quy tụ luôn 3 MC. Quy tụ luôn 3 MC. Vô một game á, anh hiểu không? Em vô em sợ bị chặt, em đâu có dám chơi. Nãy giờ có ai chặt chém như Thuận không mấy em? Ai nói tốt không? Cưng muốn chết. Nhạc sĩ với biết bao nhiêu bản hit làm sao dám chặt chém được không? Ta biết có tình yêu mới, ta chúc mừng mà nói ta chặt chém. Em có thể tiết lộ chút xíu được không Thành? Người này không thích nhạc lắm đâu. Thôi vậy được à? Vậy được rồi hả? Không thích hát lắm đâu. Không thích hát lắm. Không thích hát lắm mà quen nhạc sĩ anh. Thích hát mà hát không được. Cái đó đúng hơn nha. Hình như thích hát mà hát không được. Em ơi, vừa có một cái thông tin bất ngờ lắm. Nhóm biên tập ngồi trong cũng nhiều chuyện, mới nói vô lô toa anh nè. Lê Lộc hả anh? Trời. Tức thì. Không tin đồn. Tin đồn, cứ cho là vậy đi. Em đang lo anh cho Nguyễn Hồng Thuận, sự nghiệp Nguyễn Hồng Thuận lo lắm. Sao vậy em? Xưa cô đơn mới viết được nhạc tình buồn đúng không anh? Vì em yêu đuối muôn đời bằng yêu đuối. Còn là bài hay cho hồn hà hát. Em về mình đi mà khóc. Đó. Bây giờ vẫn hát, em đem về mình đem mà khóc. Bị Liên Thanh bạn nhỏ hát không được. Không, nhưng mà bây giờ là nó kia nó về rồi, vui rồi. Đang vui sao viết nhạc buồn được nữa, đang lo sự nghiệp nè. Còn em sao, yêu ai? Dễ thương càng gì? Anh hỏi mới hỏi gì vậy? Hỏi em yêu ai? Dạ em đâu yêu ai, em yêu ba mẹ. Khoan, biên tập ở trong hỏi. Biên tập hỏi gì? Biên tập mới hỏi, ủa? Diễn viên hả? Diễn viên hả? Diễn viên. Anh nghĩ anh coi phim Trạng Quỳnh của em chưa? Có. Thì đây nè. Biên tập mới nói vô lỗ tai anh Tứ Thì nè. Mới nói vô lỗ tai anh Tứ Thì. Ủa anh Nghĩa ơi, em Ly nó yêu cái bạn đóng vai Trạng Quỳnh hả? Đó. Hả? Cái gì? Đóng như Trạng Quỳnh là Quốc Anh hả? Anh biết chứ. Em trai em mà, gì vậy? Ôi em ơi, giờ tình chị em nhiều lắm em ơi. Thôi. Có bạn lái hết á. Hỏi một chút vậy thôi, bởi vì anh như anh nói có niềm vui mới, có tình yêu mới thì anh chúc mừng vậy thôi. Còn nếu như các em muốn giấu thì thôi, thì trước sau gì cũng lộ à. Trước ra là nhiều chuyện nhất là MC. Rồi bây giờ em chọn đội đi em Ly, anh muốn về đội của ai nào? Nói chung là mùa 1, mùa 2 á là tư vấn đúng hết, nhưng mà mấy mùa gần đây anh coi thấy chất quớt không à. Sao dạo này Thuận có niềm tin xã hội vậy Thuận? Hình như là em nói như vậy là không muốn về đội của ai hết trơn luôn đúng không? Nếu đám cưới mà bất chợt nó có xảy ra thì làm MC chỉ có một, nhưng mà hai đứa tôi trong cái đám cưới đó thôi. Đó, mà bây giờ không o bế tụi tôi đi thì đó, rồi tới ngày hôm đó rồi cái Xuân Thành ơi, Trường Giang ơi ở đâu còn lâu. Ủa chứ anh Đại Nghĩa tụi tôi làm gì? Không, anh cũng vậy đó. Thiệt, tại vì anh phải theo hai đứa em này của anh chứ. Đúng rồi, anh tụi em gắn bó nhau 4 mùa rồi còn gì nữa. Mới tới có 4 tiếng hồ rồi thôi. Tổn thương ý bạn này. Chắc là dân sân khấu đó biết sao không? Sao? Mang nó về đồn giống Trấn Thành. Ê! Ê xin lỗi, hết đồn. Nãy giờ sao em thấy ý kiến của em nó chất quốc? Cái là ra em bấm máy nhiều rồi, anh hiểu không? Thì em nhìn cái khẩu hình của cái người hát nhiều lắm. Thì với cái khẩu hình của bạn này thì em không nghĩ bạn này hát hay. Ta giả bộ. Cố tình đó em. Không. Hồi tôi nói cho nghe, để hồi bạn nó ra đi em nói cho. Tôi biết bạn này là người Bắc.
coi clip thì đã hồi nãy ban đầu á em có suy nghĩ giống giống Thành, nhưng mà em kể một câu chuyện hồi nãy lúc vô em thắp nhang cái ngoài kia thì bé chạy ra em chào anh không, anh nhận ra em không, cái tự nhiên em chưa kịp chào bà biên tập lôi bé vô à. Mà em chợt nhớ lại nếu mà em chưa từng gặp bé này sao nó chào em được, nó kêu em người quen mà không, nếu mà thường thường em không biết bé không, nhưng mà có bao giờ em ít ra đường lắm, bảy cô mới nhớ chứ. Thí dụ như em làm chương trình đi, em mới gặp ca sĩ chứ bình thường ít ra đường lắm. Thì thường thường á, hồi nãy ban đầu em nghĩ là bài này không hay, mà sau cái dữ liệu hồi nãy em chợt nghĩ lại với chị Mỹ Linh nói á, đáng lưu ý nha, em nghĩ là bạn này nhiều khi là dạy như mầm non mới nhún thôi, chắc hay nhưng mà chưa từng có kinh nghiệm lên sân khấu. Trời ơi, nhưng mà nói thật đi, ông này cũng nhớ linh tinh lắm cơ. Cần gì phải là ca sĩ đâu, vâng. Trợ lý của ca sĩ cũng biết bảo anh vậy. Hay luôn, đúng luôn. Chị ơi, nhiều khi này nó hỏi là nãy định hỏi nha, anh nhớ em không? Bữa đó anh vô đó cái anh mượn em 50, anh chưa trả em. Cái đó tôi không nhớ rồi. Nó lộn sao, nó chưa kịp nói rồi nó bị đúng rồi. Mà chị ơi, em nhắc chị nghe, em đồng bọn chị đó, mình cùng team đó. Em chưa thấy cái tốt mà chị thôi. Quên. Cái bài trừ cái xấu. Tôi ủng hộ rồi. Đúng, em quên. Kính thưa quý vị, một mình em đi ngược dòng, em nghĩ bài này hát sao? Hát dở. Tại sao? Tại vì kinh nghiệm vậy nè, mọi người á thường có thấy là ví dụ như biên tập mà đưa một cái bạn nào đó ngoại hình hơi đấy là xíu, đúng thì là sẽ nghĩ là những người hát có nội lực lắm, mà em tin là bạn này hát vui thôi. Tại sao, điều gì làm cho em tin như vậy? Em biết, nhưng mà em nhìn cái là cái người mà hát hay á, người ta có cái thần thái của người ta. Tôi cái bạn này nhìn vui giống diễn viên. Tôi xin thông báo một cái tin sao? Cho Nguyễn Hồng Thuận, đa số những nhà sản xuất âm nhạc, những nhạc sĩ tài năng đến với chương trình thua 3 vòng liên tiếp. Trong đó đứng đầu danh sách là nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Và thói quen của họ thường là phân tích rất kỹ về chuyên môn. Để coi một lát nó Thuận đúng hay các bạn ở đây đúng nha. Thôi bây giờ sang cái bạn số 6 đi. Bí bạn này chắc là dân sân khấu đó. Biết sao không? Sao? Mang nó về độn giống Trấn Thành. Ê, hết đồn. Nhưng mà đôi giày đó là đôi giày có động. Mà anh nghĩ coi, một cái người mà ít lên sân khấu mà đi biểu diễn không ai mang giày độn cả. À, lại nhìn cái đôi giày đi, độn phải là 5-6 phần là ít. Đi về. Ai cho tới gần đi. Không được tiếp cận đối tượng của tôi. Đi về cho tôi cái đôi giày nãy nè. Ê, cái đôi này độn thiệt nè. Dài tôi không bao giờ độn nha. Tôi đôn lại. Tôi đôn lên thôi nha. Nói cho rõ ràng. Tôi độn. Đôn khác độn. Đôn. Tôi để ngoài nghe không? Thanh Hiên Bạch Nhật đó cho biết là cái đề cao lên nó gọi là đôn, đôn lót bên trong gọi là đồ. Rồi bây giờ suy ngược lại đi, với cái đôi giày đó bỏ chân xuống nè. À dạ, quên, xin lỗi anh. Với cái đôi giày đó chỉ có dân hay là sân khấu mới xài cái giày đó thôi, đúng không? Hát hay. Bạn này hát không hay. Vì sao? Bạn này chắc chắn hát vui, hát dở. Anh Nghĩa, sao thôi? Bài luôn. Em nói bạn này hát hay, Trường Giang biết bạn này hát hay, cố tình nói hát dở để bạn này đừng chọn. Cố tình đánh lạc hướng đúng không? Bài này hát hay. Tôi nhường cho Thuận. Trời, hỏi liền không ai, không ai dám chịu trách nhiệm hết. Lo quá chú, cái kèo này lo quá, cái kèo này nó ngoài dự kiến. Em xin lỗi chị Linh. Bây giờ có thể mình không có một tiết mục hay, nhưng mình cũng cống hiến cho khán giả một tiết mục vui. Chị đồng ý không? Đồng ý. Nhìn mặt bé gái em thấy cũng thiết tha. Dạ thì thật ra đầu giờ 80% em cũng nghĩ là bé hát được. Chính xác. Và tại vì quan trọng là gì? Bây giờ giọng nữ thì kiểu gì cũng để cho nó dễ đi vui hơn. Chị chọn. Dạ, chị chọn thấy chưa? Chúng ta là đất. Đúng rồi. Vâng. Tôi nghĩ rồi, tôi vừa mới bảo Uyên Linh xong bà kết hôn bà phải chọn chứ bà lại để người khác chọn. Vâng. Tôi chọn. Vâng. Tôi chọn anh đàn ông. Hả? À. Bạn trai số 2 nở một nụ cười mãn nguyện. Tức là nãy giờ bạn ấy nghĩ rằng mình không nằm trong tầm ngắm của ai cả. Dịch tiếng lòng. Sao chị gan vậy? Không sao. Em cứ biết câu nào hát câu đấy. À rồi, hồi hộp quá. Chị Minh Linh bây giờ đang cũng hồi hộp. Đánh lô tô. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn nghe ai hát trước? Em nghĩ là cái khả năng mà cái bạn mà thấy Uyên Linh hát hay nhiều hơn. Thôi để hát trước đi. Tiếp mục hát trước đi. Tiếp mục này dù gì cuối năm vui. Dạ. Bởi vì cuối năm có tiếp mục vui. Theo như con thấy thì con thấy bạn này hát không hay. Tại vì nhìn ngồi từ đây nhìn cái ánh nhìn của bạn á, cảm thấy là hơi bị rụt rè. Tại vì cái góc mặt người ta đang hướng về hướng đó. Ảnh có quyền nhìn thẳng mà. Không lẽ đứng về đường quẹo quay thì mỏi quá. Được chú, được. Tại vì ảnh cố tình, ảnh không muốn cho mọi người nhìn cái gương mặt của ảnh. Ban tổ chức sắp xếp sao là họ sẽ làm y như vậy về kịch bản. Nhưng mà đứng nhìn mỏi cổ ảnh sao? Đó là chuyện của ảnh, đâu phải chuyện của nhạc sĩ đâu mà con lo. Em phải cho mọi người cái lý do chứ. Tại vì bạn này là một người dân thể thao.
thì em nghĩ là hơi dài, hơi dài. Không có anh, em cũng chơi thể thao nè. Cũng chơi thể thao á? Em thể thao luôn. Con Lộc nó yoga, đừng nó tập dữ lắm. Hồi xưa, nhưng mà hồi xưa là em đâu có tập thi thể thao. Em nhưng mà từ khi có bồ em mới tập. Lộc nó tập rất giỏi, rất siêng body nữa kìa. Em tập 10 năm rồi anh nói. Chỉ không tập được cái mặt nó gọn lại thôi. Mới tập 10 tháng thì tối 10 năm. Không có 10 năm thiệt. Trời chú giỡn hoài, chú chẳng lẽ giờ đây con làm một kiểu cho chú coi. Nhưng chứ mà thiệt sự. Chưa có yoga đâu mà cũng tập. Dán quần. Tập yoga đâu rồi 10 năm con xạo xạo. Con tập từ lúc năm con 15 tuổi. Nay con 25 rồi. Có mới tập yoga gần đây mà. Không thiệt. Không đúng rồi, rất là siêng. Không, tập yoga mới đây à. Chú đừng có cãi con hiểu không mà.